vậy thì tốt. Nếu em ra đi vì chị thì chị nhất định sẽ ngăn em lại. Nhưng nếu em làm vậy vì cuộc đời em, chị sẽ không ngăn cản. Em muốn được cùng với chị ăn tối ở một chỗ thật đẹp. Bây giờ nghĩ lại thì bấy lâu từ khi kiếm được tiền rồi em vẫn chưa mời chị một bữa ăn nào. Em nói như vậy mình vẫn ăn chung ở nhà mà. Không phải kiểu như vậy. Em muốn đến một nhà hàng thật là sang trọng, trong một bộ trang phục đẹp đẽ như vậy đó. Em muốn được dùng bữa tối cùng với chị. Được rồi, thì vậy đi. Cũng đâu khó khăn gì chứ. Em là người mời mà, sao chị phải từ chối? Chị sẽ có một bữa tối sang trọng. Hãy chọn những món mắc nhất đi. Trước khi chúng ta về nhà thì hãy ghé qua chỗ này một chút nha chị. Em sẽ không bao giờ quên nơi này. Nhà xưởng gốm, nhà hàng xóm, đảo Jeju, tất cả những chỗ đó đều thuộc về anh Chin. Nhưng ở đây thì thuộc về hai chúng ta thôi. Nhưng đau lòng lắm. Không sao hết chị à. Ngay cả những ký ức đau buồn cũng quý giá mà chị. Sau này thời gian trôi qua, ta sẽ nhớ và hồi tưởng lại lúc này. Ngày đó sẽ tới chứ. Ngày ta thấy mọi chuyện đều ổn. Hồi trước khi em quay trở về Hàn Quốc, khi chị phớt lờ những cuộc gọi thư từ và tin nhắn của em trong suốt 3 năm dài đằng đẵng đó, chị có từng nghĩ tới em lần nào không? Sao lại không chứ? Vì chị đã mạnh tay cắt đứt cho nên là chị lại càng nghĩ với em nhiều hơn nữa đó Hoan à. Chị tự nhủ bản thân đừng gọi cho em. Chị tự ép buộc bản thân mình là không được liên lạc với em nữa. Nhưng chuyện đó lại càng khiến chị nghĩ về em. Vậy đó Hoan. Vậy thì còn những bức thư của em, chị có từng đọc nó không? Không có. Chị dứt bỏ hết tất cả đi mà không hề đọc sao? Xin lỗi. Một khi em quay trở lại nước Mỹ, một khi chúng ta chia tay nhau lần nữa, thì sẽ không còn lý do để giữ liên lạc. Chị thật chưa từng nghĩ xa tới như vậy. Nhưng mà nếu chị vẫn tiếp tục giữ liên lạc với em nhưng cắt đứt với anh Chin,
thì không được hay. Caricheon vẫn đang mất tích, nhưng chúng tôi nhận được một thứ có tên của cổ, đòi thu hồi ủy quyền. Tôi sợ cho nên đã đặt mức phạt hợp đồng cao rồi. Tiền đó chủ tịch bang sẽ trả mà mẹ. Tại sao mẹ lại phải thỏa thuận với Cari làm gì? Để khiến cho mọi chuyện rắc rối. Vì ai mà mọi chuyện sang đông nổi này hả? Nếu như con không dính dáng tới con nhỏ đó thì bây giờ... Con đã nói là đừng nhận đầu tư rồi mà. Chuyện này do lòng tham của mẹ mà ra hết đó. Bây giờ con đang đổ thừa cho mẹ sao hả? Giờ phút này hai người nên đoàn kết với nhau mới đúng. Cãi nhau không giúp được gì đâu. Thật không biết là Cari đang định làm gì nữa. Nếu như là do chủ tịch bang ra tay, con sẽ tìm ông ấy thương lượng thử coi sao. Nếu cô ta tự mình bỏ trốn thì sao? Ta sẽ trở thành trò cười. Nếu như chúng ta không tính cổ phần của Cari thì tổng cộng chúng ta còn bao nhiêu? Anh đừng từ bỏ vội như vậy. Thuyết phục được phía trung lập, chúng ta sẽ có thêm cổ phần thôi mà. Vậy thì mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Trước tiên là các nghệ nhân mà không có không gian sáng tác nghệ thuật, kế tiếp là kinh nghiệm và tác phẩm, lý do ứng tuyển và kế hoạch làm việc. Cứ cho điểm từng hạng mục rồi cộng lại là được thôi. Nghe qua cũng thực sự có lý đó. Quy mô toàn quốc mà, sao làm tùy tiện được. Nghe rõ chứ hả Hoang? Những lúc như vậy, dịch dê chi thật ngây thơ đó. Chị ấy có những phát ngôn không đúng tuổi lắm. Phải không? Mấy người này thật là... Cái này là sao vậy Hoan? Tôi đã chuyển viện rồi. Tôi sẽ đánh giá rất cao nếu mà cô chuyển đơn đặt hàng của tôi tới chỗ này đó. Sẽ khiến tôi thấy tốt hơn ở cái nơi trống trải này. Em nghe nói cô ta đã âm thầm biến mất khỏi bệnh viện. Cứ mặc cô ta đi. Tại sao cô lại nhắn cho tôi? Dù bên nhà chồng cô có quán ghét tôi như thế nào đi nữa thì những cổ phần mà tôi có cũng là hy vọng cuối cùng. Vậy thì sao? Bây giờ cô muốn tôi làm gì? Thỏa thuận giữa cô và mẹ chồng tôi đã hết hiệu lực rồi. Cô đừng làm chuyện vô ích như đe dọa tôi. Bởi vì tôi không hề quan tâm đến cổ phần. Tôi không muốn phải bị vào tù. Tôi đã chăm sóc Jin suốt 7 năm, thậm chí còn bị dao đâm nữa. Thật sự là tôi nghĩ mình đáng được nhận thứ mình được nhận. Cô đã bị bỏ rơi. Những người trong nhà đó cũng đã bỏ rơi cô. Giờ cô đang gặp nguy hiểm đó.